I can't understand that the snowman bought the cone for me anyway. Stop slacking so hard. Ôi ôi, cái trục đàn trục nọc. Let it go. So things never change. Something never changed. Like a lover that I give to her, some things stay the same. And I'm holding on tight to you. Let go. Let it first time forever. For the first time. Đây nè, mày chỉ cho con hát nè. Đã không hát thì thôi. Mình hát phải ra hát. Ok Let chứ không go. Chứ không phải là hát chơi chơi cho vui thôi. You be on it and I'll be outside. Ok. Let it go. No, you be outside and I be on it. Ồ, mẹ mày outside hả? Vì mẹ outside là mẹ hát bài Let It Go hả? Dạ không, Anna. Ồ, Anna hát bài gì? Let it go. Ủa, Anna hát bài gì? Anna hát bài cái gì, bài gì quên mất tiêu rồi ta. I'm so first time in forever. For the first time. Okay, like 1, 2, 3 nha. Chuẩn bị 1, 2, 3 vô nha. 1, 2, 3. For the first time. Let it go. Let it go. Snowman and I. For the first time. Snowman and everywhere. Cái đó không phải lỗi của mẹ. Bà order hàng, mẹ đã giao hàng cho bà rồi, thì bưu điện người ta chậm trễ, rồi cái bà gọi thọ bà la mẹ, rồi mẹ cũng đâu làm gì được đâu, đúng không? Bây giờ dịch đó, nên hàng đi. Đúng rồi, mẹ đâu có làm gì đâu. Mẹ còn gửi hàng cho bà trước khi bà trả tiền cho mẹ nữa. Mà hàng bây giờ con đã biết dịch nè. Dịch là cái hàng đi chậm, nên là mẹ, mà bà cứ gọi cho mẹ hoài, bà la mẹ hoài, mẹ cũng bó tay luôn, cô thấy không? Bởi vì mẹ kiếm đồng tiền rất là cực khổ. Mẹ kiếm đồng tiền cho mẹ phải, ừ, mà mẹ phải là thức khuya dậy sớm nè, rồi mẹ bị khách hàng la mẹ nè, vu la vu cớ luôn, nên là con thấy mẹ hy sinh rất là nhiều để kiếm cái đồng tiền cho con thấy không? Để cho con đi học nè, để cho con ăn, để cho con mua đồ chơi, tất cả mọi thứ luôn. Đó, nên là con, cái điều nó con phải làm gì, con phải nghe lời mẹ để mẹ vui, hiểu không? Chứ ngoài kia quá nhiều thứ để làm mẹ buồn rồi nha con nha. Mẹ
Rồi người ta đóng cửa lại rồi, người ta đâu cho mình vô đâu, sao không biết, mẹ không biết làm sao người ta không cho mình vô nữa. Hai mình đi cửa sau, ta đi cửa sau đó con ha. Yeah, đi cửa sau hay sao đó. Yeah, we gotta go by another door. Bởi vì con thấy không, bởi vì con thấy mẹ một điều đáng buồn cho cuộc đời không, bởi vì con phải nghe lời mẹ, nghe chưa, nghe lời mẹ để mẹ vui, để mẹ có thêm sức lực để tiếp sức cho mẹ, để mẹ tiếp tục. Chứ không mấy là mẹ buồn lắm luôn á, la mẹ một cách vô cớ luôn mà con. Mà bây giờ mình làm ăn mình phải chịu đựng con ơi, mình làm ăn mình phải chịu đựng, hiểu không? Thôi đừng, con đừng có la bà, con còn nhỏ. Mẹ biết là con rất là sốt ruột khi mà mẹ bị bà la, nhưng mà tính ra thì con cũng còn nhỏ nên là con không có được la lại bà. Mẹ biết là con binh mẹ đó, nhưng mà mẹ cái điều duy nhất mà mẹ muốn con làm á, là con thiệt ngoan và thiệt nghe lời mẹ. Cái điều đó là cái điều mà mẹ vui nhất rồi, chứ không có cần mà con la lại bà là cái đó là mình hổn nữa, thành ra là mình hổn luôn, hiểu không? Ừ, nó nên là không có được gì hết, không có cần con la lại bà đâu, mẹ không có cần mấy cái đó đâu. Chỉ cần á, con thấy được là cái mẹ kiếm tiền khó như thế nào. Mom, what you eating something? Hả, mẹ ăn khoai phai nè. Khoai phai con ăn dư mẹ ăn nè. Ăn không? Nói con muốn hay không? Muốn later. Mẹ cũng là tiền, đồng tiền mẹ đi làm ra để mẹ mua khoai phai cho con ăn. Chứ đâu phải đơn giản à. Hả không bà nghe? Bà. Hát bà nghe coi. Bà. Bà gì? À con tức bà hả? Con tức bà la mẹ hả? Ừ. Thôi đừng tức nữa. Cháu không mẹ, con không tức bà. Con tức bà hả? Bà la mẹ con tức bà hả? Thôi kệ bà đi, bà già, mình tính nè. Bây giờ mình tính đi, thôi kệ bà già. Let's go to the park. Ok, bây giờ để mẹ uống miếng nước nha. Dạ mẹ, boobies. Kệ nha, nhớ nghe chưa? Phải già rồi. Mình người già, ta hay lớn tuổi, người ta hay khó chịu một chút, không sao hết nha con nha. Let's go to the park. Miễn sao là cuộc đời con hiểu mẹ là được rồi, ok? Ok, chỉ cần vậy thôi đó. Ok, french fries. French fries. French fries here. Love would change. Like the love I give to her. Some things stay the same. Mom, I wish I could the car. I wish I drive. Sao con? I wish I drive like this. Con ước gì con có thể chạy được cái chiếc xe hả? Để làm gì? Con chạy xe để làm gì? Drive. Để làm gì? Làm drive. Làm drive là làm gì? Drive. Ok, con có thương mẹ không? Con thương mẹ như thế nào? Forty. Hả? Forty, I love you, Forty. You call me Forty? Yeah. What is Forty? Means Vidya. Không mà mình. It means Vidya's. It means Vidya's? Yeah. Vidya là gì? Means Mina. Mina là... Đây cô chủ ơi, sau 3-4 ngày không đẹp trời, hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Dẫn chay đi công viên cho chay chơi nè cô chú, nó thích đi công viên lắm. Trời ơi, nó con người ta lớn vậy mà nó kêu con người ta là kid, con kia nó kêu con người ta là trẻ em. Đây, chơi đi, chơi đi, con đừng có chạy theo người ta người lớn rồi, người ta không có chơi với mình. À, đi kiếm người khác hả? Ừ, đi kiếm người khác đi. Mình phải lại mình coi người ta có thích chơi với mình hay không. Đừng có bước đâu. Đây là that's his jacket. Nó chạy lại thằng bé đó, nó nói xin chào, bạn có muốn chơi với tôi không? you wanna play with me? Rồi thôi, cô chú thấy con của cô chú nó khổ chứ, cô chú không có một ai chơi hết, giờ đi năn nỉ người ta chơi. Cô được đời không? Chạy đi, chạy đi. Be careful. Cô thấy cái anh kia đang đó không? Con chạy lên cái là ảnh trúng con đó. Mình không có nhào lại nghe chưa? Cô đừng có đứng lại chỗ người ta đang chơi thì mình đừng có chạy lại người ta. Ấy một cái người ta accident, người ta làm văng con một cái là chết luôn á. Đau lắm á.
Không, không, người ta không có chơi với mình tự đi kiếm niềm vui, mình tự đi kiếm đồ mình chơi. Người ta đều lớn hơn mình hết à. Hả, cái đó mình đứng lên cái dây đó hay sao con, mẹ cũng không biết cái trò đó trò gì nữa. Hả, con đứng lên cái dây này nè, con đứng lên cái dây này là con cầm hai cái tay lên cái dây. Hai cái tay cầm lên. Rồi đứng ở giữa, đứng ở giữa. Đứng ở giữa, step up there. Yeah, that's it. Hả? Wanna play with me? Đi mồi chài người ta chơi. Người ta lớn rồi. Let's find another kid. Trời ơi, nó giờ để nó đi kiếm một đứa trẻ khác. Nhìn thẳng đi cục vàng ơi. Ờ, có đó, có đứa trẻ em đằng đó kìa, con lại chơi với nó thử coi. Lại coi coi cái anh nó có chơi với con không. Lại nhẹ nhàng thôi nha. Nói anh ơi, anh có chơi với em không? Không, anh này thấy hả? Anh này thấy anh bự quá trời ơi. Đó, coi chừng nha, coi chừng cánh bay nha. Move. Ok. Lại ra mồi, lại mồi chày đó. Coi chừng nha. Anh này nhìn cũng giống như Hàn Quốc đây nè. Hello. Yeah. He's playing, JD. Thôi đi kiếm JD, you wanna do the slide? Ok, đi lại chơi cầu tuột đi con. Hả? Đi lại chơi cầu tuột đi, có gì trống không? Dạ không. À dạ không hả con? There's no garbage in here. À ở trong đó không có rác, đúng rồi. Cái khu này khu chơi mình phải giữ cho sao cho sạch sẽ để đừng có mom, rác nha con. Mom, there's black in here. Cái gì con? There's black in here. Có không? Yeah, rồi đi lại chơi cầu tuột. Cái gì con? Mày có gì trong? Ồ, đúng rồi, có màu đen ở trong, đúng rồi. Rồi, đi lại chơi cầu tuột đi. A Trì sao không có bao giờ thấy mẹ nó dẫn nó đi qua đây chơi ta? Hay là do mẹ nó chưa biết cái chỗ này hay sao để mốt mùa hè rủ mẹ nó dẫn A Trì ra đây chơi cho nó chơi ha. Rồi, cô chú coi con gái cô chú chuẩn bị chơi cầu trượt nè. Trời ơi, nhớ mùa hè năm ngoái tôi còn phải ẩm nó chơi, còn bây giờ là nó rủ tôi đi ra để nó chơi. Nó mẹ đi ra chỗ khác, hứng nó không chịu luôn. Bởi vậy mỗi mùa xuân sang là mẹ tôi là già thêm một tuổi đó. Lẹ đi. Ôi, Đang chờ. Cháy ơi. Chắc nó gặp mấy đứa kia rồi. Rồi, xuống luôn bầu ơi, ngồi xuống bầu ơi. Oh, high five. Trời ơi, nó không high five với mẹ luôn trời. Something never change. God bless you, sweetheart. Cái gì? Con đi đâu hả? Không chơi thôi đi về. Có chơi không? Ủa chứ con đi theo mấy người kia làm chi chay? Rồi mẹ là mày thấy con mệt rồi đó. Trời ơi, đi theo mấy đứa đó nó chạy lại chạy vào thùng rác rồi mà còn chưa có người ta đã đi tới thùng rác rồi đó mà còn dí người ta nữa. Mấy đứa này khổ rồi, mấy đứa này là khổ rồi chứ không phải là đơn giản đâu nha. Khổ tới nơi. Cho coi cái tay tôi bị gì, không quan tâm luôn, không quan. Con người ta là 7-8 tuổi, 6-7 tuổi rồi. What are you doing? JD, come here. They don't wanna play with you. JD, come. Mẹ nói cho con nghe nè, con còn nhỏ quá à, nên là mấy ai mấy chị chưa có chơi với con được, hiểu không? And they don't know who you are. Mấy chị cũng đâu biết con là ai đâu, chơi con. Cái làm gì vậy? Mom, what you doing? Mẹ làm gì đâu? Nữa với con ta nữa có được đời không?
Mấy đứa này là khổ rồi, mấy đứa này hòn cha đi đi hồi lại chán là chút con ta đi về luôn nè, có được đời không? Trời ơi. Tội thì cái A Trì đâu ta? A Trì giờ này mới có 4 giờ, 5 giờ chưa đi học về đâu. Yeah, cô chú coi kìa đó, giờ lại chơi với anh Hàn Quốc rồi kìa. Đi theo anh Hàn Quốc đó. Người ta ngồi ghế nó không chạy, ngồi ghế giờ nó tuột đi nó không chạy theo đây. Trời ơi, đưa tay lên cho anh đỡ, anh không đỡ. Trời ơi, tại sao anh lại làm như vậy? Chạy đi, con mới té hả? À, con không có bị đau từng chân, đúng rồi. Hỏi tụi mình hỏi nó mới té hả? Nó nói không không mẹ, chân con không bị đau, ý là nó nói nó không sao. Yeah.